Chào bạn, còn vài giờ nữa là chúng ta lại đón chào mùa xuân mới. Mùa xuân năm 2018 đã đến về trên quê hương của chúng ta. Và ngay bây giờ tất cả các bạn trong mọi miền đất nước, chúng ta đang sum họp với gia đình. Hầu như là mọi người đã về quê ăn Tết ở vai quần với gia đình. Và dĩ nhiên cũng không rảnh để xem cái livestream này. Và dĩ nhiên có một số bạn bây giờ đang náo nức đi xem pháo hoa. Mình đang thấy một số bạn rủ nhau từ chiều giờ, cũng có vài bạn rủ mình tối nay đi xem pháo hoa ở Sài Gòn. Tối nay đi xem pháo hoa ở có bắn pháo ở hầm Thủ Thiêm. Tuy nhiên thì mình cũng chút xíu có tới 12 giờ lận mà. Nên bây giờ là mình live stream để gửi đến các bạn những cái lời chúc, những cái điều chia sẻ rất là tuyệt vời. Và các bạn nào đã đang xem livestream này thì chúng ta cùng nhau chào làm quen và giới thiệu những người bạn khác chúng ta cùng xem cho nó vui. Tối nay cái livestream chúng ta chia sẻ những điều rất là vui. Ngay giờ phút này thì có rất là nhiều bạn đã ở quê nên là có lẽ internet không có tốt. Đúng không ạ? Bạn nào mà cái này internet tốt thì chúng ta cùng nhau cứ xem livestream này, cùng nhau comment xuống. Bạn đang ở tỉnh nào thì các bạn cứ comment xuống. Bạn đang ăn Tết ở đâu thì cùng nhau comment xuống. Và mình cũng trong livestream này mình cũng chia sẻ các bạn 9 điều. Mấy điều các bạn ơi? 9 điều. 9 điều, 9 điều mà làm cho chúng ta sẽ thay đổi. Bạn Nguyễn Trung Hiếu, Quảng Trị, miền Trung rất là tuyệt vời. Bạn Phạm Hồng. Chào bạn Phạm Hồng, em ở khu vực nào? Bambi dễ thương quá. Ok. Rồi, Bambi con chào đi, con chào cô chú Chào đi. Con chúc cô chú gì? Phát tài phát lộc. Rồi con hát một bài đi. Con hát một bài. Chào bạn Lê Tấn Phước. Chào bạn Minh Sang. Con hát một bài đi. Con hát một bài đi. Con hát cái bài nào nhỉ? Ok, bé Bambi chút xíu sẽ chuẩn bị một bài hát hát cho các bạn nghe. Và em nói em chào bạn Minh Sang. Vâng. Chào bạn Dương Quang Lộc. Bạn Hồng đang ở quận 9 Sài Gòn đó thầy. Bạn cũng đang ở Sài Gòn, em không về ạ. Em không có về quê ạ. Vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nào chưa chia sẻ này thì chúng ta bấm chia sẻ cái livestream này. Vậy thì tối nay vì sao bạn Nguyễn Gia Đỉnh ở An Giang? Vâng, rất là tuyệt vời. Đâm bi năm mới vui vẻ. Chẳng cảm ơn bạn Phạm Hồng. Bạn Lê Bảo Trân đến từ Ninh Thuận. Bạn Ngân, bạn Văn Ngân. Bạn đến từ đâu à? Bạn Thái Hoàng, cảm ơn bạn Thái Hoàng. Bạn Thanh Tùng, cảm ơn bạn Thanh Tùng. Thì tối nay mình chia sẻ livestream này thì các bạn nào mà đã đọc cái bài viết của mình sáng nay trên Facebook, sáng nay khi thức dậy thì những cái câu hỏi mà những năm qua rất là nhiều bạn hỏi mình, mỗi khi có dịp được gặp, cái câu hỏi mà có lẽ mình gặp nhiều nhất là các bạn hay hỏi mình là làm sao để cuộc sống em nó thay đổi tốt hơn, làm sao công việc em nó thuận lợi hơn, làm sao cái công việc kinh doanh của em nó thành công hơn. Cái câu hỏi này có lẽ là trong suốt hành trình thời gian của mình gặp vô cùng nhiều. Và ai cũng 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 vậy. Năm mới tràn đầy năng lượng nhé thầy. Vâng, cảm ơn bạn Trần Văn Thành. Vâng, rất là tuyệt vời bạn Trần Văn Thành ơi. Chào bạn Mai Nguyễn. Cảm ơn bạn Mai Nguyễn rất là nhiều. Hãy chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người cùng nhau kết nối. Con thích đàn hả? Con tới con mở đàn đi. Con tới con mở đàn. Đúng rồi. Ba sẽ giúp con. Bambi muốn đàn cho cô chú nghe. Bây giờ mình đang giúp Bambi cắm cái đàn lên. Ok, mình đang giúp Bambi cắm cái đàn lên. Các bạn chờ chút nhé. Đúng rồi, các bạn đợi chút rồi chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái phần của anh các bạn nha. Bambi quyết định đàn cho cô chú nghe. Ok. Cái ghế lớn đúng không? Để ba lấy cái ghế lớn. Đúng rồi. Đúng rồi, ghế cao ơi là cao cao lên nóc nhà luôn. Này các bạn thấy trò chơi của Bambi này. Cả ngày nay Bambi chơi rất là nhiều trò chơi. Cả ngày nay Bambi đang ở nhà chơi. Đúng rồi, mình đang chuẩn bị ghế, mình đang chào chào em, Happy New Year. Vâng.
Đang chuẩn bị ghế cho Bambi đàn à, mà đang chuẩn bị ghế. Rồi Bambi ngồi lên nha. Bambi sẽ đàn cho cô chú nghe nha. Ok. Rồi con leo lên thử, nó có vừa với con chưa? Dạ vừa. Vừa rồi đúng không? Rồi con bật đàn lên đây. Bambi sẽ đàn cho bạn Bảo Cô Khuyên Văn. Các bạn nào đang online thì các bạn mời bạn bè xem, có ai vào xem được đông không, cho nó vui luôn. Để cái live stream chúng ta nó đông vui. Bambi tối nay quyết định đàn. Sau khi Bambi đàn xong thì mình chia sẻ chính cái điều rất là quan trọng. Chúc thầy và gia đình năm mới bình an. Cảm ơn bạn Trần Bảo Khiên rất là nhiều. Bambi đang chỉnh đàn nè các bạn ơi. Cái bài đầu tiên mà con đàn là bài gì con? Bài Roman. Ok, rất là tuyệt vời. Bambi đang chỉnh đàn và Bambi sẽ đàn bài Roman cho cả nhà chúng ta cùng xem, cùng nghe. Các bạn cứ nghe âm thanh rõ mà. Các bạn cứ nghe âm thanh rõ các bạn ơi. Các bạn nghe âm thanh rõ thì bạn comment xuống là các bạn nói rõ. Bambi sẽ đàn. Sau khi Bambi đàn xong thì mình sẽ chia sẻ với bạn cái livestream này và chia sẻ vào cái chủ đề. Bambi đang trên đàn các bạn. Bài gì con? Bài thứ hai mà con đàn là bài gì? Hả? Em là hoa hồng nhỏ. Em là hoa hồng nhỏ. Wow, tuyệt vời. Rồi, bây giờ Bambi sẽ đàn bài Em là hoa hồng nhỏ cho cô chú nghe. Vâng bạn nào thấy Bambi vừa rồi đàn hay, các bạn comment vào. Bambi đàn hay quá, bạn Mai Nguyễn, bạn Phạm Hồng. Vâng, cảm ơn bạn Mai Nguyễn và bạn Phạm Hồng. Bạn nào lần đầu tiên xem livestream này thì các bạn nhớ các bạn với mình nhé.
không sao đâu con, lộn rồi con chỉnh lại thôi. Bây giờ con chỉnh lại đi, con tập trung đi, con chỉnh lại là được à. Con đánh bài nào nữa không? Trái đất này. Trái đất này, ồ, rất là tuyệt vời. Vậy con đánh tiếp cái bài trái đất này nữa đi. Vâng, cảm ơn con. Con giỏi quá. La của chúng mình con liệu quà chưa quen hả? Ok. Nói là có tiếng động là con không đen được. À thì con cứ đánh thôi chứ đâu có sao đâu. Con sai rồi thì con đánh lại chứ nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Con cứ tập trung vào nốt đàn con đánh thôi. Con đừng cứ quan tâm tiếng động gì hết. Thường Bambi ít khi Bambi chịu đàn lắm à, không hiểu sao hôm nay Bambi rất là máu lửa để Bambi đàn à, Bambi đàn thường Bambi ít khi đàn lắm. Vâng, vậy thì chúng ta quay lại cái chủ đề của mình nhé các bạn ơi. À, hôm nay chúng ta đón tất niên mà cho tới 12 giờ lặn. Vâng, vậy thì tất niên 12 giờ Bambi vui, rất là vui. Ok, bạn nào mới vào thì các bạn chào mình. Vâng, chào Trương, chào bạn Hoàng Trương. Vâng, và tất cả chúng ta ở khắp mọi miền đất nước chúng ta vào đây và chúng ta cùng nhau chào nhau. Vậy thì cái câu hỏi hồi nãy mình quay lại là rất là nhiều bạn, rất là nhiều người có hỏi mình là làm sao để em bứt phá trong năm mới này, làm sao để em có cái sự thay đổi tốt, làm sao để em có cái cuộc sống tốt hơn. Những cái câu hỏi đại loại nó như vậy mình gặp rất là nhiều trong những năm qua. Và buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy và mình chợt nhớ là trong đầu của mình nó văng vẳng lên những cái câu hỏi đó, và thế là mình quyết định mình viết đến các bạn một cái bài viết mình gọi là cuộc sống đó là sự lựa chọn.
cuộc sống chính là sự lựa chọn. Vâng, chào bạn Phạm Quốc Nhân. Ok, bạn đang ở tỉnh thành nào? Bạn comment lên cho mình biết. Cuộc sống đó chính là sự lựa chọn. Sự lựa chọn gì à? Đó là chính do chúng ta lựa chọn. Còn nếu chúng ta không biết cách lựa chọn, đằng nào thì chúng ta cuộc sống nó có hai cái thôi. Chúng ta chủ động tạo ra cái cuộc sống này, chúng ta chủ động tạo ra cái sự lựa chọn này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cho cái dòng đời nó trôi nổi. Cái cuộc sống của chúng ta và cuộc đời của chúng ta giữa một người thành công và một người không thành công, họ chỉ khác biệt có duy nhất ở một chỗ. Ok à? Những người thành công và những người không thành công, họ chỉ khác biệt duy nhất có một chỗ. Đó là cái gì ạ? Đó là cái gì ạ? Đó là người thành công họ chủ động tạo ra cuộc sống và tạo ra cuộc đời như họ mong muốn. Còn người thất bại thì họ cũng sống trên đời này, họ cũng hiện diện đến 50-60 tuổi. Tuy nhiên cuộc sống của họ đầy những cái trắc trở, nó không có theo được ý của họ muốn. Bởi vì họ như một cái chiếc lá trên một dòng sông, nước đưa cái chiếc lá đâu là nó đi đó. Họ không có chủ động được. Họ không có chủ động để cho dòng đời này đưa họ đến cái đích, đến cái bờ mà họ mong muốn. Cái đó là cái sự khác nhau. Chào bạn Phương Phương. Vâng, Bambi rất là chịu khó lúc còn nhỏ, nhưng mà Bambi rất là chịu khó. Và đó là lý do mà mình chia sẻ các bạn cái live stream buổi tối rất là đặc biệt, những cái giây phút rất là thiêng liêng. Còn có vài tiếng đồng hồ nữa thôi, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta chuyển sang một cái năm mới. Và cái thời gian này nó sẽ đi, và nó đi mãi mãi, nó không bao giờ nó quay lại. Và mình cũng muốn những giây phút này mình chia sẻ với bạn những cái điều tuyệt vời. Vậy thì cái điều thứ nhất mình muốn gọi đến các bạn, vâng, cái điều thứ nhất mình muốn gọi đến các bạn đó là để có một năm mới sắp tới các bạn thay đổi nhiều hơn thì các bạn cần làm 9 điều sau. Mình gửi đến các bạn cần làm 9 điều sau. Điều thứ nhất đó là bạn đã có một cái khát khao chưa? Bạn đã biết mình khát khao cái gì hay chưa? Bạn đã có cái khát khao chưa? Nếu bạn chưa khát khao thì mình tin rằng cái khát khao đó chính là gì? Chính là cái hoài bão của bạn. Cái khát khao đó chính là cái hoài bão, chính là cái mong ước. Trong mỗi cá nhân của chúng ta, người ta là nói là cái khát khao, một cái mơ ước đủ mạnh mẽ, một cái hoài bão. Trong kinh doanh người ta gọi là đó là cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn cho doanh nghiệp. Đó. Bạn đó có cái khát khao mơ ước mãnh liệt cho cái cuộc đời của mình chưa? Nếu bạn chưa có thì mình tin rằng trong năm 2018 này chúng ta cũng sẽ không có thành công được. Vì tất cả những việc chúng ta làm trên đời này, chúng ta đều làm theo cái khát khao và cái mong ước của mình. Và nếu bạn chưa có cái điều này thì mình tin rằng các bạn dành cái khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để bạn đi tìm cái này trước. Còn nếu mà bạn không trả lời được cái này và bạn không tìm được cái này thì mình cũng mong là cái cuộc đời sắp tới của chúng ta nó cũng đi mây về gió, nó cũng sẽ đi như một cái chiếc lá bồng bềnh trôi giữa sông thôi. Con nước đưa đi đâu thì nó đưa theo đó. Và dòng đời chúng ta nói như vậy. Và những người như vậy thì mình hay gọi họ là những người đó, họ đã chết ở cái độ tuổi 25-26 rồi, độ tuổi 30 rồi. Họ chỉ chờ đến năm 60 tuổi, 70 tuổi họ chôn thôi. Và các bạn nào đang xem livestream này thì các bạn giới thiệu mình xuống đi à. Các bạn đang ở đâu? Các bạn đã về quê thì về quê bạn ở đâu? Các bạn chưa chia sẻ thì có thể bấm vào nút chia sẻ. Mời một số bạn bè của mình nữa cùng nhau xem livestream này để cho nó đông, nó vui. Một cái livestream sẽ đông vui hơn. Chứ không thôi chúng ta ít quá thì cái năng lượng, cái sự chia sẻ chính là cái năng lượng. Cái comment của bạn xuống đó cũng chính là cái năng lượng. Ok chưa? Và khi mà bạn trao năng lượng đi thì bạn cũng sẽ nhận cái năng lượng đổ lại. Cái điều đó là điều tất nhiên rồi, cái đó là quy luật rồi. Vậy thì khát khao, hoài bão, mơ ước, tầm nhìn mạnh liệt chưa? Vâng, cảm ơn bạn Phạm Quốc Nhân rất là nhiều, bạn rất là nhiệt tâm. Bạn mời bạn bè mình cùng nhau tham gia cái live stream này chưa? Cùng nhau tham gia thì nó vui. Và mình cũng cổn kể, thật sự là hồi nhỏ mình cũng không biết là cái khát khao, cái hoài bão của mình nó là cái gì đâu. Mình cũng chả biết cái tầm nhìn nó là cái gì đâu. Tuy nhiên
do một xuất phát điểm là do cái gia đình mình lúc đó nó khó khăn quá nên nên không hiểu đâu ở trong cái đầu cái suy nghĩ của mình hồi đó mình khát khao ở quê mình khát khao được đi học bởi vì mình thấy cái cảnh làm nông á cái lúc mà mình nói là cái thời còn nhỏ mình học cấp 1, cấp 2, cấp 3 mình thấy cái cảnh làm nông ở ngoài quê mình thấy khổ quá và cái thứ hai nữa là mình các bạn biết hồi đó là ở ngoài quê mà làm khoai mì á người ta bây giờ người ta gọi là sắn có nơi là gọi là sắn có nơi là gọi là khoai mì và hồi kia gọt giỏ là phải lấy cái tay này gọt có cái dao cái bào này và có những đêm gọt cả ngày cả đêm ấy, mỗi khi thu hoạch và cứ ngồi làm cái động tác nó như vậy và mình cảm giác sao mà nó khổ cực quá rồi có những lần là đi làm mía các bạn mía cái mía thì nó xót nó cực kỳ nó xót làm rẫy làm cỏ mía ok chưa chào bạn Quang Dũng bạn đang quê bạn đang ở đâu hay là bạn đang ở Sài Gòn vâng nó rất là cực khổ và chính như công việc đó nó mình không có muốn ở lại quê và hàng ngày phải làm những việc đó nên mình mới khát khao mình mong muốn làm sao để đi học và cái đó là cái khát khao sau này lớn lên mình mới biết đó là chính là cái khát khao cái hoài bão làm sao chúng ta phải thành công trong cái cuộc sống này và thế là nó hung đúc cho mình đi học hết cấp 2 rồi học cấp 3 sau khi học cấp 3 xong thì mình khát khao mãnh liệt để làm sao mình vào đại học và thế là mình vào Sài Gòn các bạn biết vào Sài Gòn thì hồi đó hai bàn tay trắng ba mẹ không có cái cơ hội chính những ngày tháng ở Sài Gòn mình khát khao có nhà cửa ở đất Sài Gòn và thế là năm 25 tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời mình mua được cái miếng đất ở Sài Gòn này cái sự khát khao chính cái sự khát khao mãnh liệt đó và cho tới sau này cái sự khát khao đi ra nước ngoài nó giúp mình đi ra nước ngoài rồi về sau này nữa cũng chính cái sự khát khao mà nó giúp cho mình là ra mở cái chương trình đào tạo và giúp cho nhiều bạn trẻ ra khởi nghiệp cũng chính là cái khát khao làm sao sở hữu được những cái quyển sách và thế là mình có quyển sách khát khao làm sao đi nhiều nước để là mình lên cái hạch mà đi nhiều nước các bạn nhung toàn bộ những cái gì mình thực hiện được trong suốt những năm tháng vừa qua thì mình phát hiện đó chính là cái khát khao một cái hoài bão nó ẩn chứa bên trong của bạn và nó định hướng cho bạn làm cái việc đó và mình có dịp mình đọc cái sách của Thủ tướng Lý Quang Diệu, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore, ông khát khao, ông đưa đất nước Singapore là một trong những nước giàu có và đó là bây giờ đất nước Singapore mới thành hiện thực. Mình cũng có dịp đọc sách của Steve Jobs của Apple, ông khát khao thay đổi, ông muốn gì à? Ông muốn làm cho cái thế giới này nó thay đổi nhiều ra. Hồi đó ông nói là cái công nghệ nó rất là xấu xí, người ta làm ra cái điện thoại, người ta làm ra cái laptop, người ta làm ra cái máy tính nó xấu xí vô cùng và ông khát khao thay đổi nó, ông muốn làm, ông đưa cái nghệ thuật vào trong những cái trang thiết bị đó và ngày hôm nay cái công ty nó đã được tạo ra những cái sản phẩm nó được tạo ra rất là tuyệt vời. Chào bạn Quang Dũng, bạn ở Bình Thuận, ok. Các bạn nào hồi nãy giờ đang xem cái livestream này thì các bạn thấy mình chia sẻ có hữu ích không ạ? Nếu hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói chia sẻ này hữu ích. Các bạn thấy không hữu ích thì các bạn cũng chia sẻ là không hữu ích. Và cái ý số 1 vừa rồi mình nói với các bạn là cái gì ạ? Các bạn comment xuống. Và các bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn cũng dành thời gian để các bạn chia sẻ cái livestream này. Các bạn nào mới vào đang ở quê ở đâu thì các bạn cũng cứ giới thiệu quê mình ở xuống ở dưới đây này để chúng ta cùng nhau vui tối nay cùng nhau chúng ta cùng nhau tham gia cái tất niên mà các bạn ơi cùng nhau tham gia cái tất niên mà rồi mình gặp nhau rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ nay thôi tối hôm nay nó là thời gian chúng ta dành cho gia đình nhưng mà có thể là đang thời gian chờ tất niên các bạn cũng có thể xem cái livestream này vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cái ý đầu tiên thì các bạn thấy từ gọi mà em chào thầy, em sẽ xem lại video này sau, chúc các bạn năm mới văn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nên là cái khát khao, cái ước mong, cái tầm nhìn nó là cái mà định hướng trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu mà bạn nào mà chưa tìm được cái khát khao này thì mình mong muốn rằng
các bạn dành cái khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để đi tìm cái khát khao và cái ước mơ của mình. Nếu mà bạn không có cái này thì như thế nào à? Bạn như thế nào à? Sắp tới bạn cũng sẽ không có, cái cuộc đời bạn nó cũng sẽ đi mây về gió, nó không có phát triển được đâu. Mình gọi đến các bạn, bạn phải ngồi xuống lấy cây viết hoặc là ở một mình và tự hỏi rằng thực sự cái khát khao cuộc đời của bạn nó là gì, cái mong ước cuộc đời của bạn là gì. Người thành công và người không thành công nó chỉ khác nhau là cái khát khao thôi. Và người thành công họ có làm theo cái khát khao đó và họ có từ từ từng bước trong cái cuộc sống này. Cái đó là cái điều thứ nhất mình muốn gửi đến các bạn. Và cái điều thứ hai, các bạn ghi xuống đi ạ. Cái điều thứ hai, bạn muốn có những cái sự thay đổi trong năm 2018 này thì các bạn cần làm theo những, mình chỉ nói các bạn là chúng ta chỉ cần làm theo những cái điều mình chia sẻ thôi, thì năm 2018 này bạn sẽ có những cái điều thay đổi mà bạn sẽ rất là bất ngờ. Cái điều thứ hai là bạn cam kết mỗi ngày bạn cần kết nối với một người lạ. Mỗi ngày bạn cam kết mỗi ngày bạn cần kết nối với một người lạ. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà chúng ta không thể sống một mình và chúng ta không thể thành công một mình. Cái kỹ năng mà chúng ta kết nối với người lạ, cái kỹ năng chúng ta quan tâm tới người khác, đó cũng chính là cái điều mà nó làm cho chúng ta rất là dễ dàng thành công trong cuộc sống này. Chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà người ta gọi là thời đại công nghệ. Giống như mình đang ngồi với các bạn này, chúng ta đang ngồi trước màn hình, chúng ta có thể là kết nối với những người khác ở khắp mọi nơi. Có thể là bây giờ mình sẽ kết nối những người ở ngoài Hà Nội, các bạn cũng biết mình. Có thể là bây giờ mình đang kết nối những bạn ở Ninh Thuận, đúng không? Bây giờ mình đang kết nối rất là nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước. Cái thời đại công nghệ chúng ta rất là dễ dàng kết nối với tất cả nhiều người ở khắp mọi miền đất nước này. Tuy nhiên cái điều gì ạ? Nó có một cái điều mà chúng ta cũng phải công nhận ra rằng là người hàng xóm kề bên thì chúng ta lại không quen biết nhau. Những cái người đồng nghiệp làm kề chúng ta lại không nói chuyện với nhau. Những người mà hàng ngày đi cùng thang máy chúng ta lại không nói chuyện với nhau. Bạn thấy không? Nó có những cái mà nó có một cái gì đó nó không có hợp lý. Trong thời đại ngày hôm nay thì chúng ta có thể bay cái vèo là ra đến Hà Nội trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể bay cái vèo qua London, có thể bay cái vèo qua bên Mỹ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. Hàng ngày chúng ta có thể là kết nối Facebook, chúng ta có thể là kết nối Zalo, ok chưa? Làm rất là nhiều điều. Tuy nhiên những cái điều mà với người thân yêu của chúng ta thì chúng ta luôn luôn hứa hẹn. Chúng ta lại tính toán thời gian đi chơi với con mình. Chúng ta tính toán thời gian khi ở với gia đình của mình. Chúng ta suốt ngày ở ngoài đường, về nhà thì chúng ta lại tính toán, chúng ta nói rằng chúng ta bận. Hỏi chút là chúng ta nói cái câu bận, bận việc lắm, bận này kia lắm. Chúng ta không có đủ thời gian để dắt con đi xem phim, chúng ta không có đủ thời gian để dắt con đi nhà sách, chúng ta không có đủ thời gian để gì để nói chuyện với con cái của mình một cái yếu tố gì đó. Tuy nhiên ngồi xuống là chúng ta nói chuyện tay chuyện ta và chúng ta toàn là tính những việc to lớn không à. Vậy thì các bạn có cam kết không là trong năm 2018 này các bạn hãy sẵn sàng kết nối với những người xung quanh mình, những người lạ của mình. Thầy vừa chia sẻ bài viết của thầy, năm sau cố gắng làm tốt hơn là chia sẻ quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Quang Háo. Ok, bạn ở Cần Thơ, rất là tuyệt vời. Các bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn hãy comment xuống. Đang ở vùng miền nào để chúng ta vui. Các bạn về ăn Tết nó như thế nào rồi bản thân mình thì bây giờ mình ở Sài Gòn. Sáng mai thì mình mới đi ra sân bay để mình bay về quê mình ở Cam Ranh. Sáng mai mình sẽ bay sau khi mình chia sẻ đoạn livestream này, đón giao thừa tất niên, rồi sau đó mình sẽ chợp mắt ngủ một ít, rồi sáng mai sẽ bay đi sớm đi về Cam Ranh. Ok, các bạn cứ về quê, mà bạn nào đang ở quê nào thì các bạn comment cho mình biết luôn. Vậy thì trong năm 2018 này các bạn có cam kết rằng là các bạn hãy chia sẻ
những cái điều tuyệt vời, sẵn sàng kết nối với những người bên cạnh của mình. Bạn Quang Háo, em có thể là chia sẻ livestream này về cái Facebook của mình để mình lưu đó, để lúc cần mình xem. Bạn Lê Phương Diễm, ok, bạn chào bạn, ok chưa? Bạn có thể chia sẻ cái livestream này về cái trang Facebook của mình để cần thì các bạn xem. Vâng. Ngày hôm nay cái yếu tố công nghệ Facebook, Zalo, Internet, Google, tất cả mọi thứ nó làm cho chúng ta hầu như cái gì chúng ta cũng biết. Nhưng cũng chính điều đó làm cho chúng ta bận rộn ra, nó làm cho ta mất thời gian ra, nó làm chúng ta không có thời gian với người thân của mình, không có thời gian với con cái mình, không có thời gian cho gia đình của mình. Và nếu năm mới này các bạn chịu khó, các bạn thay đổi những cái điều này đi thì cuộc sống của bạn nó sẽ khác, nó sẽ khác biệt ra. Đừng có lấy cái từ bận rộn ra đây mà mình biện hộ cho một cái điều gì đó. Bạn nên nhớ vậy. Mà hãy sắp xếp cái quỹ thời gian cho nó phù hợp. Nếu những cái điều đó mà chúng ta không tốt được thì cái cuộc sống chúng ta nó sẽ không tốt được đâu. Và cái thứ ba, cố gắng sống tử tế mỗi ngày. Thứ ba là cố gắng sống tử tế mỗi ngày. Dĩ nhiên khi mà mình chia sẻ cái điều này, mình chia sẻ cái từ tử tế nghĩa không có nghĩa là mình là người quá tử tế rồi, nó không phải vậy. Không có nghĩa là mình nói bạn không tử tế, nó không có phải là như vậy. Cố gắng sống tử tế mỗi ngày là chúng ta luôn tâm niệm rằng mỗi ngày chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta cần chỉnh sửa mình để sao cho nó tử tế hơn, tử tế hơn. Các bạn mà tử tế à, cái tử tế này nó ăn vào trong cái tư duy, nó ăn vào trong cái tiềm thức của chúng ta luôn á. Khi mà các bạn luyện cái điều này, dĩ nhiên là chúng ta đầy những lỗi, làm việc lỗi, và khi lỗi xong rồi chúng ta mới nhận ra, thậm chí ở trong thâm tâm chúng ta là đang cố gắng lỗi. Nhưng mà khi chúng ta cố gắng cái điều này mỗi ngày trong tâm thức của chúng ta, cố gắng sự tử tế với gia đình, sự tử tế với con cái, sự tử tế với người lạ, ok, trong chúng ta luyện chúng ta hoài như vậy á, thì lập tức một ngày nào đó chúng ta như thế nào chúng ta trở thành thói quen. Nó trở thành thói quen. Cái thói quen này nó được ăn trong tiềm thức luôn. Nó ăn vào cái tính cách của bạn luôn. Ý ở đây mà nói là cái thói quen nó là như vậy. Bạn nào mới xem cái stream này thì các bạn lên làm quen đi. Ok, các bạn chào làm quen đi các bạn ơi. Ok chưa? Các bạn chào làm quen đi. Các bạn nào mới lên thì các bạn chào làm quen đi. Ok các bạn ha. Mới thì các bạn lên chào làm quen đi. Chúng ta cùng nhau chào làm quen đi. Chứ để một mình nói không thì nó cũng buồn. Chào bạn Ngô Quyên. Ok chưa? Bạn nào mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn bấm Facebook kết bạn với mình đi. Chào bạn Hữu Anh, ok. Để cho cái không khí chúng ta nó nhộn nhịp lên. Chào bạn Hữu Điền, vâng. Chào bạn Hữu Điền, chào bạn Ngô Joseph Ngô, chào bạn Kiều Sinh, ok. Chúng ta mình lại đi tiếp, ok. Chúng ta hay cố gắng là để trở thành một doanh nhân rất là giỏi, thậm chí chúng ta cố gắng trở thành những doanh nhân đại bàng, ok chưa? Rồi chúng ta còn phân biệt là đại bàng không chơi với sẻ, không chơi với chim sẻ, không chơi với chuột, ok. Chúng ta hô hào rất là lớn, chúng ta mong muốn rằng chúng ta lên báo chí, chúng ta được nổi tiếng, chúng ta mong muốn rất là nhiều thứ, chúng ta toàn là suy nghĩ những điều nó rất là to lớn, rất là to tát. Tuy nhiên một cái câu hỏi rất là đàng hoàng, bạn đã có một cái cuộc sống gọi là nó tử tế chưa? Tử tế một cách rất là đơn giản và đời thường thôi. Nó xuất phát từ cái tâm trí của chúng ta thôi. Hay là chúng ta đi ra ngoài kia, chúng ta cứ nói cho nó xong chuyện, nói cho nó quá trời quá đất, ok chưa? Rồi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành công. Thực sự thành công nó không phải là từ một đêm đến sáng nó thành công được, mà nó là một cái chuỗi quy trình chúng ta làm từng bước một. Mỗi ngày chúng ta tích lũy một chút xíu và chừng cuối cùng chúng ta mới thành công được. Chứ không phải là chúng ta nói rằng là
chú tịch sẽ trở thành đại bàng, chúng ta luyện trở thành đại bàng, rồi là tự nhiên một khắc nó sẽ thành công, rồi chúng ta phân biệt với chim sẻ. Chim sẻ nó sẽ có cách thành công của chim sẻ. Còn chim đại bàng đôi khi nó trở thành đại bàng nhưng mà nó sơ sát. Bạn hình vô chưa, đừng có nói là đại bàng là tuyệt vời, mà đừng có nói chim sẻ là luôn luôn là chim sẻ, nó không phải. Mỗi cái nó có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cái cuối cùng là chúng ta phải hiểu ra được cái quy luật ra rằng chim sẻ mà nó tử tế thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Đại bàng mà không tử tế thì đại bàng đó cũng là sơ sát thôi, chỉ là mồi cho những cái người thợ săn, họ săn mồi thôi. Và đó là chúng ta cần cố gắng luyện cái tính cách tử tế mỗi ngày một chút thôi, không cần nhiều, không cần cái gì phải to lớn hết. Và cái điều này nó nằm trong thâm tâm của các bạn. Bạn nào mới vào xem livestream này thì chúng ta cùng nhau chào nhau đi các bạn ơi, cùng nhau chào nhau đi, để cho nó vui. Các bạn xem mà các bạn cũng không nói gì, các bạn cũng không chào nhau gì, tự nhiên nó không có cái năng lượng truyền cái năng lượng quá trình các bạn mà comment xuống, đó chính là cái năng lượng. Giờ hồi nãy giờ mình đã chia sẻ đến cái điều số mấy rồi, các bạn comment xuống và các bạn thấy các bạn có học được gì từ những cái gì mình chia sẻ không. Dù các bạn ở quê, tử tế mỗi ngày để hình thành thói quen. Vâng, cảm ơn bạn Quyền Ngô. Hồi nãy giờ thì bạn Ngô Quyên, bạn comment rất là nhiều, bạn đã chào. Còn mình thấy những bạn khác thì hình như bạn xem không à, bạn cũng không chào nhau một cái, nói chuyện nhau một cái cho nó vui. Bạn Lê Hải Trung ở Long An. Vâng, ok, các bạn nào vào xem thì chúng ta cùng nhau comment và chúng ta cùng nhau nói chuyện cho nó vui, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cái buổi tối cuối năm thôi, chúng ta phải năng lượng lên, ở gia đình ở nhà nhưng mà chúng ta cũng phải năng lượng. Nên là các bạn thấy cái điều gì hữu ích thì các bạn chia sẻ lên, nói chuyện cho nó vui. Vâng, vậy thì vừa rồi mình nói tới cái điều số mấy rồi. Vâng, chào bạn Hiền ở Bến Tre. Vâng, bây giờ bạn đang ở Bến Tre hay bạn đang ở đâu? Và chúng ta các bạn nào ấy thì các bạn có thể chia sẻ thêm vài người nữa, mời vài người bạn nữa vào xem livestream này cho nó vui, hoặc là chia sẻ về nhà của mình. Phạm Quốc Nhân, tử tế mỗi ngày để hình thành thói quen tốt. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Quốc Nhân, bạn hồi nãy giờ bạn rất là nhiệt tình. Chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Vâng, chào bạn Hiền. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tiếp tục mà nói đến cái điều thứ tư, chúc mọi nhà năm mới sức khỏe tài lộc. Ok, chào bạn Nguyễn Anh nhiều. Và mình nói đến cái điều thứ tư, cam kết kỷ luật với bản thân. Dạ, đang ở Bến Tre thầy. Vâng, bạn Huyền đang ở Bến Tre. Chúng ta phải cam kết kỷ luật với bản thân mình các bạn ạ. Một trong những cái điều mà chúng ta hay ăn to nói lớn, nhưng cái kỷ luật với bản thân mình thì chúng ta lại không có. Có một lần mình đến đất nước Singapore, mình có dịp đi Singapore rất là nhiều lần. Mình rất thích đất nước này, mình rất thích những con người nơi đây, bởi vì họ rất là tuyệt vời. Thì mình có dịp hỏi thăm, nói chuyện và trao đổi với một người, họ rất là thành công, level của họ là triệu phú ở bên đó. Mình nói là làm gì để đất nước của chúng ta, để đất nước của bạn thành công nó như vậy. Thì bạn nói rằng là đất nước Singapore thành công không có sự gì, không cái gì khác ngoài cái gì ngoài hai cái từ rất là tuyệt vời, đó là cái từ kỷ luật. Kỷ luật rất là nghiêm minh, pháp luật họ cực kỳ nghiêm minh. Và cái đó chính là cái điều mà ông Lý Quang Diệu ông đã tạo được cho cái đất nước này. Kỷ luật với bản thân, điều đó đồng nghĩa là chúng ta giúp cho cái bản thân của chúng ta nó tốt hơn. Chúng ta rèn luyện cái bản thân của chúng ta nó tốt hơn. Chào thầy, cuối năm thầy còn tràn đầy năng lượng. Vâng, cuối năm phải tràn đầy năng lượng chứ, sao lại là còn tràn đầy năng lượng bạn Lê Thị Hải Yến nhỉ? Chúng ta phải luôn tràn đầy năng lượng, vì một ngày nào đó mà chúng ta không còn năng lượng, nghĩa là ngày đó chúng ta đã chết rồi, mà chúng ta chưa đi chôn thôi. Chúng ta phải luôn tràn đầy năng lượng. Và nó như thế nào Và cái luật nghiêm minh đó, nó làm cho đất nước Singapore rất là phát triển. Người dân ở nơi đó họ tuân thủ luật, từ cái việc xả rác, từ cái việc lưu thông, từ cái việc nhà phố nhỏ. Không phải như việc đất nước của chúng ta, giao thông thì không tuân theo luật. Bên đó họ như thế nào
họ như thế nào ạ? Họ cực kỳ nghiêm khắc, luật là họ phạt cực kỳ nặng. À, và thế là nó cái sự kỷ luật đó nó làm cho mọi sự phát triển ra. Chúng ta hãy kỷ luật đối với bản thân mình. À, và biến cái kỷ luật đó, khi mà chúng ta chưa luyện tập được á, thì cái kỷ luật đó người ta gọi là gì, là chúng ta phải cố gắng. Nhưng mà khi đã biến cái kỷ luật đó nó thành thói quen á, thì có là mặc nhiên. Ví dụ mỗi ngày bạn thức dậy bạn tập thể dục lúc 5 giờ sáng, bạn cố gắng mà rất là cố gắng, bạn rất là cố gắng. Và những cái kỷ luật nhỏ đó, mỗi ngày cứ thức dậy tập dục, mỗi ngày thức dậy tập thể dục, và khi bạn làm miết thì cái việc thức dậy 5 giờ sáng nó không còn là cái sự cố gắng nữa, mà nó trở thành thói quen. Mà thói quen là làm một cách rất là tự nhiên. Nên là người ta mới hay nói ra rằng là người thành công mà họ sở hữu hàng loạt những cái thói quen tốt và họ làm một cách rất là tự nhiên. Đã là thói quen thì một cách rất là tự nhiên, nó không cần cố gắng nữa, nó không phải là nỗ lực nữa, nó không phải là em phải quyết tâm nữa, mà là họ trở thành tự nhiên luôn. Thực sự nếu mà bạn luyện trong năm 2018 này, bạn chỉ cần luyện được một hoặc hai thôi, cái tính tốt thôi, cái tính kỷ luật tốt thôi, là bạn đã thành công rồi. Nó không cần bạn phải cái tính gì bạn cũng phải thành bạn, nó không cần là cái gì bạn cũng phải luyện được hết, nó không cần nó như vậy đâu. Bạn chỉ cần luyện được một hai cái tính thành cái tính kỷ luật thành công. Ví dụ như là bạn luyện được cái tính 5 giờ sáng thức dậy, chúng ta phải thức dậy sớm. Thói quen thức dậy sớm là đây một trong những cái thói quen nó rất là tuyệt vời. Và các bạn chỉ cần mà luyện được cái tính dậy sớm, và sau đó chúng ta tập thể dục, tập thể dục để chúng ta có sức khỏe. Bởi vì chúng ta có một cái nguyên tắc là khi mà chúng ta có sức khỏe tốt á, một ngày đó mà sức khỏe của chúng ta tốt á, thì cả ngày đó là tuyệt vời. Cả ngày hôm đó nó rất là chất lượng. Các bạn dùng ra, nó là chúng ta cần phải kỷ luật với các bạn thân mình. Và các bạn đừng cứ cố gắng mà phải luyện quá nhiều thứ. Các bạn chỉ cần luyện được một hai cái kỷ luật là các bạn đã thành công rồi. Bản thân mình thì ngày nào mình cũng dậy sớm, mình tập thể dục, rồi sau đó mình viết sách. Chỉ cần một hai thói quen tốt và các bạn làm liên tục, trong vài năm là bạn đã thành công rồi. Hãy cần một hoặc hai thói quen tốt thôi, rồi sau đó chúng ta luyện tiếp. Những năm sau chúng ta luyện được rồi, chúng ta luyện tiếp, không cần gì. Như mấy hôm hổm rày này, mình cũng luyện cho bé Bambi của mình dậy sáng, chạy thể dục. Và không ngờ là bé mới có 5 tuổi thôi mà bé cũng dậy sớm. Rồi bé cũng chạy 3 vòng sân giống như ba vậy á. Ok. Và mình cũng không ngờ rằng là bé đồng ý làm được cái việc đó, và nó trở thành thói quen rồi thì nó không còn kỷ luật nữa. Nó là khi mà bạn buộc mình phải làm một cái gì đó và bạn kỷ luật với bản thân mình, điều đó đồng nghĩa là bạn gì? Bạn đang yêu thương chính cái bản thân mình. Cái sự kỷ luật đó chính là cái sự yêu thương bản thân mình. Yêu thương như thế nào? Khi chúng ta thức dậy từ 5 giờ sáng, nghĩa là chúng ta đang yêu thương bản thân mình gì? Cho bản thân mình có sức khỏe, cho cái ngày đó cái cuộc sống mình rất là chất lượng, nó dồi dào. Còn khi chúng ta không kỷ luật đối với chính bản thân mình, nghĩa là chúng ta đang gì? Đang nuôi dưỡng, đang nuôi chiều những cái điều, nuông chiều những cái điều nó không có tốt đẹp chút xíu nào hết. Với một người kinh doanh thì chúng ta rất là cần phải luyện những cái kỷ luật này. Và luyện đó là đồng nghĩa là chúng ta đang yêu thương chính cái bản thân của mình. Chúng ta yêu cái cuộc sống này, chúng ta yêu cái chất lượng cái cuộc sống này. Bởi vì chúng ta muốn cho chúng ta có một ngày nó chất lượng, mà cuộc sống chúng ta chất lượng thì chúng ta phải kỷ luật nó mới chất lượng được. Không kỷ luật một cái sản phẩm mà làm ra để nó chất lượng thì cái sản phẩm đó phải được kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Con người của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có một cái chất lượng cuộc sống tốt thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải kỷ luật. Chúng ta hãy bỏ đi những cái câu em bận lắm, em không thể dậy sớm được. Đừng có những cái câu đó vào.
cái một người thành công và một người thất bại nó khác nhau cái gì ạ? Cái thằng thành công nó cũng thất bại đầy và cái thằng thất bại nó cũng thất bại đầy, nhưng cái thằng thành công nó khác cái thằng thất bại ở một chỗ là cái người thành công họ biết, họ biết gì, họ biết kỷ luật bản thân họ để họ không còn phải thất bại nữa. Còn ông kia kỷ luật á, ổng không kỷ luật là ổng để cho cái việc đó nó cứ diễn ra hoài hết năm này qua năm khác. Tức là họ nuông chiều bản thân chứ họ không thương cái bản thân họ. Nên hai cái này nó hoàn toàn nó khác nhau. Các bạn nào mà vừa mới vào xem livestream này thì các bạn hãy như thế nào à? Hãy chào đi, chúng ta cùng nhau chào nhau đi để chúng ta cùng nhau biết nhau. Các bạn xem không mà các bạn không chào thì nó cũng không có hợp lý. Ok, chúng ta cùng nhau chào nhau một cái. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn comment xuống. Hồi nãy giờ các bạn nghe cái gì, các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống. Đầu năm, cuối năm rồi, đồng ý là về với gia đình nhưng mà chúng ta cũng phải năng lượng lên các bạn. Các bạn nào lần đầu tiên mà biết mình qua cái live stream này thì các bạn hãy kết bạn với mình. Cuộc sống là một dòng chảy, chúng ta giao lưu, chúng ta liên tục, chúng ta kết nối nhau. Chúng ta liên tục, chúng ta kết nối nhau. Chào bạn Văn Tiền. Chắc là lần đầu tiên biết bạn, nuông chiều bản thân là tự hại bản thân mình. Vâng, em chào thầy, chào các anh chị Văn, chào bạn Ngọc Lan. Và cái live stream tối hôm nay này mình chia sẻ bạn những cái điều đó rất là tuyệt vời. Nên các bạn được thì các bạn bấm chia sẻ về cái trang Facebook của mình để lưu nhớ lại. Hoặc là những người thân của chúng ta vào xem. Các bạn nên lưu nhớ lại. Mình biết là các bạn đang dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên các bạn đã có thời gian xem này thì các bạn hãy làm những việc này luôn. Bấm chia sẻ đi. Để về cái trang mình để lưu và chúng ta nhớ lại. Ok chưa? Vậy thì chúng ta cần kỷ luật về những việc gì, kỷ luật về sức khỏe này, kỷ luật để làm sao chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt này, kỷ luật làm sao để chúng ta có tài chính tốt này, mối quan hệ tốt này, kỷ luật làm sao để chúng ta có cái kiến thức tốt, và kỷ luật làm sao để chúng ta trở thành một người kinh doanh tuyệt vời nếu chúng ta đã chọn con đường làm kinh doanh, và kỷ luật làm sao để chúng ta trở thành một người lãnh đạo rất là tuyệt vời. Lãnh đạo là làm gương mà. Lãnh đạo là làm gương mà, nhiều lúc chúng ta cứ nói cho cố rồi chúng ta chả làm gương. Ví dụ như mình thấy Bambi của mình cứ sáng nào mình thức dậy và mình chạy thể dục thì bé tự nhiên bé thức dậy, bé cũng chạy thể dục với mình thôi, và bé chạy mấy vòng sân với mình một cách rất là trọn vẹn, và cả một tuần nay bé làm liên tục cái điều đó với mình, không sáng nào mà không thức dậy chạy hết. Nhiều lúc chúng ta làm ba làm mẹ, chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta cứ nói các em phải làm cái này, các em làm kia, nhưng mà chính các bạn có làm đâu. Lãnh đạo là làm gương. Nhiều lúc chúng ta cứ nói người này người kia, nhưng mà chính các bạn có làm đâu. Là chúng ta lãnh đạo, là chúng ta làm gương. Năm 2018 này các bạn phải kỷ luật với bản thân mình, bởi vì các bạn hình thành mình là gì ạ? Là một người lãnh đạo, là một người làm kinh doanh, là một người làm bố mẹ, thì chúng ta phải làm gương trước. Các bạn cứ làm đi, thì tự nhiên tất cả người khác họ làm theo bạn. Không cần phải nói nhiều. Đó là cái điều mà mình muốn gọi đến các bạn. Cái điều vậy là vừa rồi mình chia sẻ đến cái điều thứ mấy rồi các bạn ơi. Mình chia sẻ bạn đến cái điều thứ mấy rồi. Các bạn comment xuống, mình đã chia sẻ bạn cái điều thứ mấy rồi. Bạn nào mà lần đầu tiên xem cái live stream này thì các bạn nhớ các bạn với mình nhé, nhớ làm quen với mình, nhớ các bạn với mình. Các bạn thấy là các bạn đã tới cái live stream số mấy rồi, tới live stream số mấy rồi, các bạn thấy bao nhiêu giờ này nè, mình vẫn còn nhiệt tình chơi trò chơi nè. Con dẹp đồ chơi hả? Ok chưa? Bao nhiêu giờ này vẫn còn nhiệt nhìn xem trò chơi nè. Cảm ơn bạn làm việc rất là nhiều. Cả ngày nay Bambi chơi trò chơi nè. Và giờ này Bambi còn trò chơi này. Cái điều thứ năm. Vâng, ok. Cảm ơn con. Bây giờ là con vô ngủ đúng không? Sáng mai con đi đâu? Sáng mai đi Cam Ranh. Sáng mai đi Cam Ranh để làm gì? Đi về nội. Đi về nội. Vâng, ok. Sáng mai mình với Bambi, với bà xã nữa, mẹ Châu, ba nói ba nói bà xã
Sao con cười? Hả? Sao con cười? Hả? Con? Hả? Sao nói với bà xã mà con cười? Hả? Hả con? Hả? Ok rồi. Cái điều thứ bảy, cái điều tiếp theo. Hồi nãy giờ mình chia sẻ đến cái điều số mấy rồi các bạn ơi? Mình chia sẻ đến cái điều số mấy rồi? Ghi vào, mình chia sẻ điều số mấy rồi thì các bạn ghi vào để cho nó vui các bạn ơi. Mình chia sẻ đến điều số mấy rồi điều số 5. Ok cho bây giờ điều số 5, mình muốn gửi lại cái điều số 5. Điều số 5 là chúng ta cần phải có cho mình một cái quyển sổ ghi chép. Ghi chép toàn bộ những cái gì mà chúng ta diễn ra trong ngày, trong cái công việc chúng ta làm. Các bạn comment xuống những cái gì các bạn thấy mình chia sẻ thú vị thì các bạn chia sẻ thú vị. Các bạn thấy là mình nói lại cái điều số một chút là cái sự kỷ luật, chính cái sự kỷ luật các bạn không ạ. Chỉ có sự kỷ luật thôi nó mới làm cho chúng ta làm được. Bản thân mình phải kỷ luật lắm các bạn biết không ạ, mình mới ra được hai quyển sách này. Không đơn giản để mà mình ra được hai cái quyển sách này. Và mình cũng đang kỷ luật tiếp để mình ra cái quyển sách số 3. Qua Tết là mình sẽ Tết vào là mình sẽ ra cái quyển sách số 3. Bạn nào mà chưa sở hữu được hai cái quyển sách này của mình, lần đầu tiên bạn biết mình thì các bạn như thế nào các bạn comment cho mình, inbox cho mình cái số điện thoại của các bạn, sách sẽ được giao đến cho bạn ở trên khắp mọi miền tổ quốc này. Các bạn cứ việc inbox cho mình. Cái quyển thứ nhất là Vượt biển lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Và quyển thứ hai là Mỗi ngày một chút thôi. Cái trong này nó sẽ chứa 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh từ đời thường. Các bạn cần phải sở hữu những cái điều, những cái quyển sách này thì nó giúp cho chúng ta có những bài học, những cái bí quyết, những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Vậy thì cái điều số 5 mình muốn gửi đến các bạn là các bạn cần phải có cho mình một cái quyển sổ ghi chép. Bạn ghi chép mỗi ngày trong hành trình cuộc sống của bạn, bạn ghi lại toàn bộ những cái điều làm được, cái điều không làm được, những bài học, những cái điều mà chúng ta cần có. Cái điều này nó không có nghĩa là có nhiều bạn ở đây vậy là có phải là cái nhật ký không? Mình nói no, cái này không phải cái nhật ký. Cái này không phải cái nhật ký. Nhật ký là nó ghi những cái sự kiện giống như lịch sử thôi. Còn cái này các bạn ghi rồi các bạn đúc kết cái này nó hiệu quả hay không hiệu quả. Cái này chúng ta học những bài học gì, những cái cách làm của người khác họ giải quyết vấn đề này nó như thế nào, những cái giải pháp nào, những cái công cụ nào, những cái phương thức nào mà giúp cho, và bạn đúc kết ra công thức, bạn hệ thống hóa nó lại. Cái quyển sổ này mình gọi là cái quyển sổ gọi là thiết kế cái hành trình công việc và cuộc đời của mình, chứ nó không phải là cái quyển nhật ký. Quyển nhật ký thì nó phần lớn là chúng ta ghi lại những cái gì sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thôi. Vậy thì các bạn đã có cái quyển sổ ghi chép này chưa? Và nếu chưa thì trong năm 2018 này các bạn phải có quyển sổ đó và các bạn luôn ghi chép nó. Chào bạn Hoàng Việt. Ok, bạn đang ở khu vực nào? Bạn đang ở khu vực nào? Bạn đang ăn Tết ở tỉnh nào? Bạn comment xuống để cho mọi người cùng biết. Bạn nào mà mới vào xem cái live stream này thì các bạn comment xuống và các bạn đang ở khu vực nào, chúng ta cùng nhau chào nhau đi. Ngày cuối năm chúng ta chào nhau để cho nó vui, nó ý nghĩa các bạn ơi. Chúng ta chào nhau để chúng ta làm quen nhau. Vậy thì chúng ta ghi chép lại tất cả những cái hành trình trong cái cuộc đời này. Bạn Hoàng Việt chia sẻ cái live stream về nhà mình chưa? Các bạn bấm vào để bạn chia sẻ live stream về nhà mình đi, để lưu lại, để sau này còn xem nữa. Sau cái live stream này bạn còn xem lại nữa, tại vì mình chia sẻ bạn cái 9 điều nó làm cho bạn thay đổi trong năm 2018 này. Và mình đang chia sẻ tới điều số 5. Bạn ký quyển sổ này, bạn ghi chép như vậy, bạn ghi chép hàng ngày. Chào bạn Mạc Linh. Ok chưa? Nếu mà lần đầu tiên bạn biết mình thì bạn hãy kết bạn với mình, nốt lại làm quen với mình. Nếu mà bạn đã biết rồi thì bạn hãy chia sẻ cái live stream này về tường của bạn, để gì để cái live stream này nó được lưu lại và giúp cho nhiều người xem cái live stream này.
hãy bấm vào nút chia sẻ đi ạ. Và ký quyển sổ ghi chép này, bạn ghi ngày 1, bạn ghi ngày 2, ngày 3, cứ sau mỗi ngày em đã mua sách của thầy ạ. Cảm ơn bạn Mạc Linh. Cứ sau mỗi ngày, ok, cứ sau mỗi ngày, bạn Trần Việt ở Kiên Giang rất là tuyệt vời. Cứ sau mỗi ngày thì các bạn tổng kết nó lại, và cứ sáng mỗi ngày thì các bạn ngồi xem nó lại và các bạn bổ sung nó vào, làm đều đặn mỗi ngày. Bạn chỉ cần 5 phút đến 10 phút thôi, bạn làm 1 tháng, 2 tháng thì rất là tuyệt vời. Bạn phát hiện ra rất là nhiều bí quyết ở trong đó. Bạn phát hiện ra rất là nhiều bí quyết. Nó sẽ giúp cho bạn điều chỉnh cái suy nghĩ, điều chỉnh cái hành động. Nó sẽ biết chính xác được bạn yếu cái gì, bạn bị lũng cái gì, bạn đang không tốt cái gì. Hãy sắm ngay cái quyển sổ này. Cảm ơn bạn Mạc Linh đã mua cái quyển sách của mình. Bạn ở tỉnh nào, bạn ở khu vực nào thì bạn comment xuống cho mọi người cùng biết ạ. Bạn đã mua quyển Vượt Biển Lớn với quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn mua hai cuốn hay một cuốn ạ? Bạn chỉ cần ghi liên tục, bạn ghi liên tục thì nó sẽ điều chỉnh cho bạn rất là nhiều thứ, và bạn sẽ phát triển mỗi ngày. Bạn chưa bao giờ ghi chép nghĩa là bạn không biết bạn đang thiếu cái gì, bạn đang không biết bạn không làm cái gì. Và phải kỷ luật nha bạn Gia Bùi, bạn phải kỷ luật. Đã không làm thì thôi, làm phải kỷ luật. Mà nói năm 2018 này bạn không cần phải giỏi giang gì hết, các bạn chỉ cần kỷ luật cho mình một hai cái nó tốt thôi thì nó đã là tuyệt vời rồi. Ok, bạn Mạc Linh, bạn ở Nghệ An lận, wow, rất là tuyệt vời, rất là xa xôi. Bạn đã mua hai cuốn Khởi Nghiệp Từ Năm Xu, mình mới có cái cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa. Bạn Mạc Linh rồi, mình có cái cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa, ok chưa? Okay, và vừa rồi là mình chia sẻ bạn đến cái điều số 5 rồi. Mình chia sẻ đến điều số 5 rồi. Và có cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa nè, bạn Mạc Linh, ok chưa? Và bạn cần phải sở hữu thêm cái quyển sách này nữa, để nó đủ bộ. Cái quyển sách này là chia sẻ rất là nhiều bí quyết ở trong này. Bạn không cần, em phải kỷ luật hơn. Đúng rồi bạn Hiền ơi, không cần phải kỷ luật một lúc nhiều thứ, chỉ cần kỷ luật một hai thứ thôi, chỉ cần kỷ luật một đến hai thứ thôi. Và bạn làm liên tục, bạn làm liên tục cái điều này trong vòng vài tháng là tự nhiên nó trở thành thói quen và nó rất là bình thường. Rồi sau đó bạn lại kỷ luật thêm một cái tính cách khác, không cần nhiều. Mình đã nói là các bạn không cần phải kỷ luật một lúc nhiều thứ, chỉ cần một đến hai thứ kéo dài nhiều tháng thì bạn sẽ trở thành thói quen. Và đã là thói quen rồi thì không cần phải cố gắng nữa. Vâng, bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn nhớ bấm vào nút chia sẻ đi, để chúng ta lưu về cái Facebook của mình. Vâng, và cái quyển sổ ghi chép là ngay buổi tối hôm nay, nếu các bạn chịu khó các bạn làm liền. Các bạn nào đồng ý làm ngay buổi tối hôm nay cái quyển sổ ghi chép này, em đặt một cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ok, bạn Hoàng Việt, bạn cho mình cái số điện thoại, bạn comment cho mình cái số điện thoại, bạn inbox vào trong Facebook mình cái số điện thoại. Bạn nào đồng ý buổi tối hôm nay các bạn làm ngay cái quyển sổ ghi chép này thì các bạn comment xuống là bạn nói là làm ngay tối hôm nay sau khi xem xong cái đoạn live stream này, các bạn comment xuống đi. Chào bạn Trương Hữu Thành, chào bạn Nguyễn Văn Vương, chào các bạn rất là nhiều. Các bạn đã, bạn nào lần đầu tiên xem cái live stream này thì các bạn nhớ kết bạn với mình nhé. Và chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để làm gì? Để các bạn nhớ mình, để các bạn kết bạn với Facebook của mình. Còn nếu các bạn không chia sẻ thì tự nhiên các bạn quên luôn, các bạn xong tắt cái live stream này các bạn cũng không biết mình là ai luôn. Và các bạn cũng nhớ cái ông đó, nhưng mà các bạn cũng không biết vào chỗ nào để các bạn xem. Làm ngay tối này. Vâng, bạn Phú rất là tuyệt vời, làm ngay tối này. Bạn Quốc Nhân rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn Hoàng Việt, bạn có làm ngay tối nay mà. Bạn Nguyễn Hát, bạn đang làm rất là tuyệt vời. Bạn Hiền, làm ngay tối này. Vâng, phải nhớ cam kết với lời hứa của mình. Bạn Nguyễn Xuân Vinh mới vào xem chưa biết đúng không? Bạn Ngô Thị Kim Ngân, ok. Bạn nào mới vào xem và đang làm thì các bạn cam kết liền, bạn gõ xuống. Và các bạn cam kết nào ngay trong tối nay liền, các bạn làm ngay trong tối nay liền, không hứa hẹn nữa, làm ngay tối nay đúng không? Bạn Ngọc Lan, chính xác, hãy làm ngay trong tối nay, không cho chúng ta hứa hẹn nữa. Vâng, chào bạn Nguyễn Xuân Vinh, ok giờ. Rồi, bài cái chia sẻ tiếp theo của mình. Vâng, bạn Nguyễn Anh làm ngay tối nay, chính xác rồi bạn Nguyễn Anh rồi, làm ngay tối nay, không cho mình hứa hẹn nữa.
phải quyết tâm làm. Vâng, làm ngay tối, bạn comment là làm ngay tối nay, bạn Hoàng Việt ơi, làm ngay tối hôm nay, phải mạnh mẽ vậy á. À, phải làm ngay tối hôm nay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc mừng các bạn, bạn đã có một quyết định rất là sáng suốt. À, và bạn review ngay ngày hôm nay luôn, vào ghi vào cái ngày. Các bạn nào làm ngay tối nay thì bạn phải ghi rằng là ngày hôm nay là ngày 30 máy gì con? Rút cái máy giùm con. Rồi, ok con. Rồi. À, rồi, ok con. À, và các bạn ghi ngay hôm nay là ngày 30 Tết. Các bạn ghi hôm nay là ngày 30 Tết. Hôm nay là chính là ngày 15 tháng 2. Bạn ghi ngay liền. Và cái ngày này nó sẽ đánh dấu một cái sự kiện của các bạn. Và nó rất là tuyệt vời. Đó. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã có một cái hành động rất là quyết liệt. Vâng, và mình chia sẻ cái điều số 6. Các bạn ghi vào cái điều số 6. Điều số 6 là phải bảo vệ những thành quả mà bạn đã đạt được. Đó. Ok chưa? Bạn đang làm cái gì đó thì bạn phải bảo vệ cái thành quả của nó. Có nhiều người suốt đời cứ chê trách những cái thành quả của mình, không hài lòng, không phải. Đó. Phải ghi nhận những cái thành quả mình đã làm được. Và sau đó lên kế hoạch để làm cho nó tốt hơn, làm cho nó có nhiều hơn. Đừng có chê trách mình. À, cái con người, giữa con người thành công và những con người thất bại, thì cái con người thất bại suốt ngày họ chê trách, họ không có hài lòng với những cái gì họ đã làm được. À, phải bảo vệ những thành quả mình rất là chắc chắn, và lên kế hoạch làm cho nó tốt hơn nữa, lên kế hoạch làm cho nó sinh sôi nảy nở nữa. Nếu mà bạn đã có thu nhập được 10 triệu rồi thì phải như thế nào ạ? Phải bảo vệ, phải ghi nhận cái thành quả đó là mình đã thu nhập được 10 triệu và lên kế hoạch làm sao chúng ta tăng lên được 12 triệu, làm sao chúng ta lại tăng lên tiếp từng bước một. À, những người thất bại là họ không có hài lòng với 10 triệu, họ nói rằng là họ dở lắm, năng lực họ dở lắm, mà họ chả làm cái gì. Họ, thứ nhất là họ không cứ ghi nhận họ, và cái thứ hai họ không có cái hành để họ bảo vệ đó, và họ chả có cái hành để họ làm cho nó phát triển hơn, họ chả có hành làm cho nó tốt hơn. À, em làm sơ rồi thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. À, chào bạn Vũ Lê, rất là tuyệt vời. Nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải ghi nhận, cần phải trân trọng những gì mình đang có, phải bảo vệ những gì chúng ta đang có, rồi lên kế hoạch làm cho nó tốt hơn nữa. Không được than trách. Thay vì cái thời gian than trách đó thì chúng ta hãy gì à? Hãy lên kế hoạch và làm, thay vì ngồi rên rỉ than trách, thay vì trách đời, trách đủ thứ, thay vì chê chúng ta dở, thì hãy lên kế hoạch xem rằng chúng ta đang yếu cái gì, chúng cần phải khắc phục, cái cách nào để chúng ta khắc phục được nó, cái cách nào để chúng ta giỏi hơn. À, bạn cần phải có cho mình một cái tư duy đó. Đó là cái điều số 6 mình muốn chia sẻ đến các bạn. À, lấy vợ rồi cũng phải bảo vệ vợ. Đúng rồi, bạn Xuân Vinh nói đúng rồi. Ok, cảm ơn bạn Xuân Vinh. À, không có than trách gì hết, lên kế hoạch thôi bạn Phú ạ. À, không có than trách, lên kế hoạch. À, cái gì không tốt thì chúng ta điều chỉnh, cái gì tốt thì chúng ta bảo vệ nó và làm cho nó phát triển. À, cái gì không tốt thì chúng ta điều chỉnh để chúng ta triệt tiêu đi, để biến nó thành cái tốt. Cái gì đã tốt rồi thì đóng gói lại và nhân nó mỗi ngày nó phát triển hơn. À, chúng ta trồng được một cái cây hoa thì trước bước đầu tiên chúng ta phải bảo vệ cái cây hoa đó, làm sao cho nó đẹp, nó tốt. À, và cái bước thứ hai làm sao chúng ta đã đúc kết ra được cái công thức để chúng ta trồng cái cây hoa thứ hai, thứ ba để cho nó tốt hơn. À, chúng ta đừng cứ ngồi là nói là à tại sao chúng ta chỉ có một cái hoa, tại sao cái hoa này nó không đẹp. À, quyết liệt với các mục tiêu trong cuộc sống. À, cảm ơn bạn Bùi Thị Đức Nghĩa, cảm ơn bạn rất là nhiều. À, nếu lần đầu tiên bạn xem livestream này thì bạn hãy là kết bạn với mình, follow cái Facebook của mình cũng thường xuyên hay livestream và mình chia sẻ rất là nhiều bài viết mỗi ngày. Bạn lần đầu tiên thì bạn nên bấm vào cái nút chia sẻ để bạn chia sẻ về trang nhà bạn, để bạn nhớ tới Facebook của mình. Nếu mà bạn không bấm nút chia sẻ thì bạn không có nhớ. Bạn nào chưa bấm nút chia sẻ thì bạn bấm nút chia sẻ đi, để cái livestream này nó đi về nhà các bạn, để rồi các bạn còn nhớ nữa. Chứ các bạn không chia sẻ rồi các bạn không nhớ cái gì hết. À, ok chưa? À, nó là chúng ta cần phải cái bài, cái chia sẻ số 6 này là mình muốn gọi đến các bạn cái điều này.
Đó. Nghĩa là chúng ta cần phải bảo vệ những gì chúng ta đang có và làm cho nó tốt ra. Đó. Em đang đọc quyển Vượt Biển Lớn ạ. À. Vâng, cảm ơn bạn Bùi Đức Nghĩa nhiều. Mình còn cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa. Sau khi bạn đọc xong quyển Vượt Biển Lớn thì bạn đọc luôn cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Đó. Vậy thì tiếp tục mình chia sẻ bạn cái số 7. Ok, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ bạn số 7 chưa? Em sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống là các bạn đã sẵn sàng rồi. Đó. Và chúng ta xem livestream này xong rồi chúng ta đón giao thừa là phù hợp rồi. Ở Sài Gòn, bạn nào ở Sài Gòn thì có bán pháo hoa nữa, có bán pháo bông nữa. À, kiểm soát những lời nói dối còn con. À, ok chưa? Đôi khi chúng ta cứ tự cái số 7 là kiểm soát những lời nói dối còn những lời nói dối còn con. Tức là đôi khi chúng ta cứ tự nói dối đối với chính bản thân mình. Chúng ta hay tự nói dối đối với chính bản thân mình. Ví dụ là chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ làm đó, như ví dụ này, chút xíu nè, sẽ có những người nè sẽ tự nói dối với chính bản thân này. Tức là chúng ta hứa rằng là năm 2018 mình sẽ thực hiện cái điều này, hứa rằng là chút xíu nữa mình sẽ làm cái sổ ghi chép, hứa rồi chúng ta lại thất hứa. Nghĩa là chúng ta tự nói dối đến bản thân mình, và càng nói dối nhiều thì chúng ta lại càng có chiến lược kìa, chúng ta lại càng có chiến lược kìa, càng có chiến lược ra lý do biện hộ, càng có chiến lược là đánh lừa chính mình. Nó là cái người nói dối nó cũng có chiến lược đó các bạn ạ. Và những cái người mà nói dối họ học nhiều thì họ có cái cách nói dối rất là thông minh đó các bạn ạ. Họ nói dối thông minh lắm. Nên là nó như thế nào ạ? Nên là nó như thế nào? Chúng ta như thế nào ạ? Nó lời nói dối còn con thôi, nên là chúng ta ráng cố gắng lại với bản thân mình, hứa với bản thân mình. Cái gì mình làm, mình nghĩ rằng là ngày hôm nay là mình làm ba việc này thì cố gắng mình gì như thế nào ạ? Mình hoàn thành cái lời hứa đó chính với cái bản thân mình. Mình phải uy tín đối với chính mình trước đã. Mình phải cực kỳ uy tín đối với chính cái bản thân mình trước đã. Đừng có chúng ta luôn muốn tạo uy tín với người khác mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải uy tín với chính bản thân mình trước. Nó là cái gì mà chúng ta nói ngày hôm đó là chúng ta làm, không cần phải nói nhiều, hứa cái gì là làm, chứ với bản thân mình trước, uy tín với bản thân mình trước. Đôi khi chúng ta cứ tự lừa dối chính mình vậy đó. Hôm nay là không được thì ngày mai làm, không được, không có cái câu đó. Rồi làm cũng được, do mình yếu này, không được có cái câu đó. Và tiếp theo thì chúng ta bắt đầu kiểm soát những cái lời chúng ta nói với chuyện với những người khác, xem rằng chúng ta đã thực hiện chưa. Nhiều lúc chúng ta gặp ai chúng ta cứ nói để mai mốt gì mình gặp nhau nhé, và các bạn nói cái câu đó, và các bạn có nhớ không, trong đầu của bạn là bạn biết chắc là chúng ta không gặp nhau được, mà chúng ta vẫn cứ nói cái câu đó. Bạn anh nhận ra điều này chưa? Chúng ta vẫn cứ nói cái câu đó, biết chắc là sẽ không gặp nhau. Vài hôm nữa mình gặp nhau mình uống cà phê nhé. Biết chắc là sẽ không làm được cái điều đó, nhưng mà lại vẫn cứ nói cho xong, nói cho vui vậy, nói cho sướng miệng vậy đó. Vậy thì chúng ta phải gì ạ? Phải từ từ từng bước uy tín với chính bản thân mình. Và như thế nào ạ? Ráng cố gắng luyện uy tín với những người xung quanh. Người ta gọi là trung thực á. Cái sự trung thực nó làm cho chúng ta phát triển. Cái sự trung thực nó làm cho chúng ta có uy tín. Cái sự trung thực nó làm cho chúng ta có niềm tin. Bạn mà càng trung thực với bản thân mình là các bạn tin mình không thể tưởng được. Bạn nhớ chưa? Bạn tin các bạn lắm. Các bạn càng trung thực là các bạn tin lắm. Các bạn nói là ngày hôm nay nè là các bạn phải tìm được 3 khách hàng nè, và các bạn đã làm được cái điều đó và bạn không lý do gì hết. Và nếu các bạn làm không được thì bạn phải ngồi xuống, bạn đánh giá là bạn làm gì cũng được, và ngày mốt bạn làm được, và ngày kia bạn làm được. Và khi mà bạn làm được cái điều đó, bạn tin vào bản thân mình kinh khủng, và cái con người bạn nó tự tin kinh khủng. Và lúc đó bạn nói ra một cái gì là nó uy tín và nó chất lượng không thể tưởng được, và cái bán hàng nó sẽ xảy ra từ đó. Cái sự thành công trong cuộc đời của bạn nó sẽ xảy ra từ đó. Nó là chúng ta phải uy tín với bản thân mình và từng cách luyện uy tín với những người bên cạnh. Mình nói được thì mình làm được, nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Thanh Còn, rất vui được làm quen với bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình nhé.
Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ livestream này để về trang nhà bạn để các bạn nhớ. Nếu các bạn không chia sẻ thì các bạn không có nhớ. Và các bạn không nhớ thì sau khi cái livestream này cứ tự nhiên các bạn quên mình mất đi. Và chúng ta rất là tiếc rằng là các bạn cũng nhớ là các bạn có xem mình mà các bạn không biết trang mình đâu. Cái trang Facebook của mình là Nguyễn Thái Duy. Và các bạn vào các bạn comment với mình. Các bạn nhớ các bạn comment xuống để các bạn nhớ. Hoặc là các bạn chia sẻ về nhà các bạn thì các bạn nhớ nhất. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ về nhà bạn để các bạn nhớ. Vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến cái điều số 7 rồi. Các bạn ơi, các bạn làm chưa comment thì các bạn comment xuống để các bạn nhớ. Mình chia sẻ đến cái điều số mấy rồi à? Cái điều số mấy rồi các bạn à? Ok, cái điều số 7 rồi. Ok, giờ nó là hãy kiểm soát những điều nhỏ nhỏ, những điều nhỏ nhỏ đó. Rồi, cái điều số 8, bắt đầu một ngày làm việc tuyệt vời. Ok chưa? Cái đây là cái công thức nó rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy biết bắt đầu một ngày làm việc tuyệt vời. Các bạn nên nhớ nó như vậy này. Chúng ta mỗi ngày ai cũng thức dậy. Và 60 phút đầu tiên trong ngày đó nó sẽ là năng lượng và điều tuyệt vời cho cả một ngày đó. Nên là cái sức mạnh của 60 phút một ngày đó nó vô cùng quan trọng và nó ảnh hưởng. Nó làm mình nói là hãy bắt đầu một ngày mới vô cùng tuyệt vời. Nếu buổi sáng đó mà 60 phút đầu tiên kể từ lúc bạn thức dậy có mặt trên đời này của một ngày đó mà năng lượng bạn rất là tuyệt vời thì ngày hôm đó chắc chắn năng lượng của bạn sẽ rất là tuyệt vời. Và nếu 60 phút thức dậy mà bạn ế ỏi, bạn mệt dư, bạn có quá nhiều cái âu lo thì một điều chắc chắn rằng ngày hôm đó bạn ế ỏi và bạn âu lo. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới tuyệt vời. Bạn hãy nhớ vậy. Vậy thì làm sao để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời? Thức dậy là tập thể dục ngay. Tập thể dục. Các bạn chạy tập thể dục thì những cái gì ạ? Những cái phiền muộn, những cái âu lo, những cái mệt mỏi nó được tan biến hết. Tập thể dục bạn hít thở không khí nó rất là trong lành, nó rất là tuyệt vời. Và bạn đang tích lũy cho mình một cái tài khoản rất là tuyệt vời, đó là tài khoản về sức khỏe. Bắt đầu một ngày mới nó rất là tuyệt vời. Thứ hai, bạn vào bạn đọc một cái quyển sách như mình á, hiện tại là mình thức dậy là mình tập thể dục liền. Bắt đầu một ngày mới rất là tuyệt vời. 30 phút thôi, không tới 30 phút nữa. Sau đó bạn vào bạn đọc một cái quyển sách gì đó, một cái kỹ năng gì đó mình đang thiếu, khoảng 15 phút, không cần phải đọc nhiều. Những cái kiến thức, những cái lời nói của quyển sách này đó, nó đi vào trong đầu, nó đi vào trong tiềm thức của chúng ta. Mình cũng vậy. Và thế là mình ngồi lên bàn, mình viết một cái bài gì đó. Và bắt đầu mình viết, nghĩa là mình gì? Mình đi gieo, mình đã chia sẻ cái tài khoản, cái điều tuyệt vời này đến cho những người chung quanh mình. Nghĩa là ngày mới mình đã tích lũy một cái tài khoản sức khỏe cho mình. Ngày mới mình đã tích lũy cho mình một cái tài sản về tri thức và trí tuệ. Và một ngày mới mình đã gieo một cái hạt gì đó cho thế giới này, cho xã hội này. Tức là mình viết cái bài chia sẻ đó các bạn ạ. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới. 60 phút đầu tiên trong một ngày nó phản ảnh 24 tiếng đồng hồ còn lại trong một ngày đó của bạn. Bạn cứ nhớ cái câu này để mà bạn làm. Và hãy biến một ngày đó thành một ngày vô cùng chất lượng. Những người âu lo là những người nó như thế nào à? Những người lo âu á, ok chưa? Là những người họ đang gì à? Họ đang tiêu diệt cái cuộc sống của họ nó từ từ. Họ đang tiêu diệt cái cuộc sống họ nó từ từ. Bạn anh dùng ra chỗ này chưa? Họ âu lo là họ đang phá đi cái trí tuệ. Âu lo thì cái trí tuệ, lo lắng nhiều quá thì cái trí tuệ chúng ta nó sẽ không được tốt.
Nó có nhiều cái mà làm cho bạn phải gì à, phải suy nghĩ quá. Nó làm trí tuệ cho bạn nó không còn được thông thái nữa. Nên cái sự lo lắng và cao lo nó đang giết lằn giết mòn bạn mà bạn không có biết. Nó đang phá hủy cái sinh lực của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không có biết. Các bạn thấy là những cái gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời, các bạn comment xuống. Mình không thấy các bạn comment nên mình chia sẻ hồi mình cũng không có vui bằng. Các bạn mà các bạn liên tục các bạn comment, các bạn liên tục các bạn chia sẻ xuống, các bạn nói những cái gì. Ok. Ô tiếc quá, lo làm mà không biết thầy like. Ok, chào bạn Sơn, không sao. Bạn xem lại cái livestream này không thành vấn đề. Bạn nào lần đầu tiên thì xem livestream này thì các bạn hãy comment với mình, hãy kết bạn với mình, hãy chia sẻ livestream này về nhà của bạn để các bạn nhớ. Nó là mình lại nói tiếp, 60 phút mỗi ngày bạn hãy đầu mỗi ngày thức dậy bạn hãy kiểm soát 60 phút đó. Nếu 60 phút đó chất lượng thì suốt một ngày còn lại của bạn nó vô cùng chất lượng. 60 phút đó bạn tràn đầy năng lượng thì cả một ngày đó bạn tràn đầy năng lượng. 60 phút ok, trong cái cuộc đời này 60 phút bắt đầu một ngày nào đó, ok chưa, mà bạn cảm giác nó rất là tuyệt vời thì cả một ngày đó bạn rất là tuyệt vời. 60 phút trong ngày đó bạn hãy hình dung những cái điều tuyệt vời trong tâm trí của bạn thì cả một ngày đó cái điều tâm trí đó. Nên là không cho phép những cái điều lo âu nó nằm trong 60 phút trong một ngày đó. Bạn không cho phép những cái điều đó. Nếu mà bạn có lo âu lo lắng gì đó thì bạn dành nó cho những giây phút phía sau. Bạn hiểu chưa? Nhưng mà nó đôi khi nó rất là tuyệt vời. Khi bạn lo âu lo lắng mà bạn suy nghĩ vào cái điều gì nó không tốt á, bạn thấy nó bự ra như vậy. Bạn thấy cái vấn đề đó nó làm như nó bự lắm á. Nhưng khi mà năng lượng bạn tuyệt vời á, tinh thần bạn hưng phấn á, thì bạn suy nghĩ cái điều gì đó không tốt á, bạn thấy nó còn có chút xíu à. Cái vấn đề đó bạn thấy nó chút xíu, nó nhỏ bé à, nó có cái gì đâu. Bạn có cái trải nghiệm đó giống như mình vừa nói mà. Nó là khi mà cái năng lượng chúng ta lên, cái tinh thần chúng ta lên, chúng ta thấy cái vấn đề đó nó cứ tí tí à. Nhưng mà khi mà cái tinh thần chúng ta nó xuống á, là chúng ta thấy cái vấn đề đó nó bự nha. Nó không có tốt chút xíu nào hết. Nó là hãy kiểm soát 60 phút. Và đừng có để cái sự lo lắng, đừng có để cái sự lo toan, để cái sự sợ hãi. Bởi vì cái lo lắng này, lo toan sợ hãi nó đang giết ta chết lằn chết mòn mỗi ngày. Nó đang phá hủy hết, bạn không tính đi. Ngày nào bạn cũng lo lắng là các bạn thấy con người bạn nó xanh xao, rồi nó xuất ra cái năng lượng không tức, rồi bạn không có ăn uống gì được, rồi nó dẫn đến bệnh hoạn. Các bạn có phát hiện ra điều này không? Bạn thử bạn lo lắng đi, bạn sẽ biết đấy. Nên là hãy kiểm soát 60 phút mỗi ngày, ngay từ khi bạn thức dậy, nó sẽ là cả một ngày đó. Điều này nó vô cùng tuyệt vời. Bạn nào mới vào xem livestream này thì các bạn hãy comment xuống, các bạn đang ở đâu, các bạn comment xuống, bạn đang ăn Tết ở đâu. Các bạn nào mà mới xem livestream này lần đầu tiên biết mình thì hãy nhớ kết bạn với mình qua trang Facebook này và hãy chia sẻ đoạn livestream này về nhà bạn. Tối nay mình đang chia sẻ bạn 9 điều nó vô cùng tuyệt vời và bạn hãy lưu giữ lại, hãy lưu giữ lại cái livestream này và xem đi xem lại. Và bạn chỉ cần làm theo 9 điều này, bạn sẽ có rất là nhiều thay đổi trong năm 2018 này. Đây là cái mà các bạn cần phải lưu lại. Mình nói với các bạn nó như vậy, không cần gì nhiều, bạn làm 9 điều như vậy thì bạn sẽ thay đổi. Vâng, và bây giờ là cái điều số 9. Cái điều số 9, chúng ta đã đi đến cái điều số 9 như rồi. Đó là luôn học hỏi mọi lúc mọi nơi. Bởi vì hàng ngày nó có quá nhiều cái mới, hàng ngày có quá nhiều điều mới nó diễn ra trên thế giới này. Và nếu chúng ta không học hỏi thì chúng ta sẽ bị tụt hậu.
Chúng ta phải cho chúng ta những cái tri thức mới. Có tri thức mới nó làm cho trí tuệ chúng ta nó phát triển hơn. Chúng ta phải phân biệt đâu là tri thức và chúng ta phân biệt đâu là trí tuệ. Tri thức là cái chúng ta có thể học hỏi được. Còn trí tuệ là cái mà chúng ta càng lao động thì nó càng ra, càng làm thì nó càng ra. Có cái tri thức cộng với lao động thì cái trí tuệ chúng ta nó càng thông thái hơn. Thiếu cái tri thức thì cái trí tuệ chúng ta nó chậm hơn. Đó là lý do mà cái tri thức và cái trí tuệ chúng ta cần phải đi song song với nhau. Cái trí tuệ chúng ta không mua được, mà tri thức thì chúng ta luôn luôn mua được. Trí tuệ là phải dấn thân, phải lao động thì nó mới ra được. Trí thức chúng ta học hỏi từ sách, từ bạn bè, từ thầy cô, từ tất cả. Luôn học hỏi cái mới. Mình có thói quen đi đâu mình cũng mang theo quyển sách. À, mình không mang theo quyển sách này thì mình cũng mang theo quyển sách kia. Nhiều người cứ nói với mình rằng là em không có thời gian để em đọc sách. Mình không tin điều đó. Mình không tin là bạn bận tới nỗi mà bạn không có thời gian. Bản thân mình công việc cũng rất là nhiều nhưng mà mình vẫn có thời gian đọc sách. Bạn không cần dành thời gian nhiều, một ngày 15 phút. Mình ví dụ, tại sao mình cũng đi đâu mình cũng mang theo quyển sách. À, ví dụ như bạn ra sân bay, trong thời gian chờ check in sân bay, ngồi không làm gì, dở quyển sách ra đọc. Thoáng nó mất hết 15 phút rồi, 15 phút đọc cũng được vài trang rồi. À, bạn nhận ra cái điều này không? Đâu phải là mình rảnh cả một thời gian đó mình đọc sách. Tuy nhiên chúng ta có thể đọc sách khắp mọi lúc và khắp mọi nơi. Bạn phải nhận ra điều này, chúng ta đọc sách khắp mọi lúc và khắp mọi nơi. Và cái điều đó nó làm cho trí tuệ chúng ta sáng ra. Hoặc là các bạn đang đứng xếp hàng ở một nơi nào đó, check in máy bay ví dụ vậy. Thì thay vì đứng nhìn, rồi có nhiều người đứng sao mà lâu quá, đứng sao cảm giác mệt mỏi quá, thì mình cầm quyển sách ra mình đọc. Và mình chả rảnh để mà mình thấy nó mệt mỏi nữa. Các bạn thấy không? Thì bận cái điều đó, các bạn thấy những cái điều đó mỗi ngày nó giết cho bạn hết bao nhiêu phút rồi. Hoặc là khi chúng ta đi đèn xanh đèn đỏ, đứng đèn xanh đèn đỏ, nhìn trời nhìn đất nhìn quanh, rồi bực mình, rồi càm ràm búa xua, mà mình hồi nãy nói rồi, lo âu càm ràm bực mình lo sợ là nó như những con virus, nó triệt tiêu cái năng lượng của ta mỗi ngày. Thì lúc đó bạn làm gì? Bạn nhớ một cái lời nào ở trong quyển sách nào đó mình mới vừa đọc đó. Bạn nhớ cái gì đó rồi bạn review lại, nhớ là sáng nay mình đọc cái gì nhỉ, trong quyển sách đó nó nói cái gì nhỉ. Và cái đầu óc mình miên man, mình nghiền ngẫm về cái điều đó. Và nó như thế nào ạ? Nó như thế nào các bạn ơi? Mình cứ rảnh thời gian đâu mà mình cảm giác kẹt xe, bực mình, càm ràm. Bạn thấy điều này không ạ? Nó rất là nhiều cái khung thời gian để chúng ta đọc sách. Hoặc là các bạn vào quán cà phê, các bạn ngồi đợi khách hàng đến, rồi trong thời gian khách hàng chưa đến thì dỡ quyển sách ra đọc. Và mình nói với các bạn này, mình chỉ cần đọc sách như vậy thôi, mọi lúc mọi nơi thôi. Và thế là mình có thời gian đọc sách, chứ mình cũng chả dành cái quỹ thời gian ra đọc sách. Chỉ có buổi sáng thôi, mình đọc trong khoảng 10-15 phút thôi. Còn lại cả một ngày đó mình cũng chả dành thời gian đọc sách. Nhưng mà cái quyển sách mình nó cũng vừa đi. Hoặc là trước khi ngủ mình cầm mình đọc cũng khoảng vài trang đó mình mới ngủ. Và thế là chúng ta có thời gian thôi. Chúng ta cứ mãi nói rằng chúng ta không có thời gian đọc sách. Nói như vậy là không đúng. Mà nếu mà ai đó chưa có thói quen đọc sách thì ngay bây giờ các bạn cần phải hình thành cho mình một cái thói quen này. Tại vì sao nó như vậy? Để viết ra một cái quyển sách nó như vậy, để viết ra một quyển sách như vậy, thì cái người tác giả đó họ phải tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm ở trong này rồi họ mới viết ra. Có người họ tích lũy cả một đời người của họ, họ viết ra được một cái quyển sách này. Cái điều đó nói gì ạ? Khi mà bạn đọc sách như vậy á, khi mà bạn đọc những cái dòng như vậy á, đó là cái ý, những kinh nghiệm của lời tác giả người ta viết vào ở trong đó. Và nó như thế nào ạ? Nghĩa là cái trí tuệ của người ta, cái tri thức người ta nó nằm ở trong này. Và khi bạn đọc cái quyển sách này thì nó như thế nào ạ? Bạn cho phép cái trí tuệ của mình, cái trí tuệ của mình, bạn cho phép cái tri thức của mình nó mài dũa. Nó mài dũa, nó được cái trí thức của cái người tác giả đọc sách này này, nó mài dũa cái trí thức và trí tuệ của các bạn, nó mài dũa, nó rèn luyện. Bạn hình dung ra cái điều này chứ. Ví dụ như là mình viết, mình đọc một cái bài, cái quyển sách này nè, ở trong quyển sách này nè,
Hôm qua một bạn chạy mãi từ Đồng Nai lên gặp tôi. Bạn vô cùng nhiệt huyết, nhiệt tình, năng nổ, khát khao. Tuy nhiên con đường khởi nghiệp của bạn nó cứ gặp ghềnh làm sao ấy, đến vực kinh doanh của bạn là Visa và Nikia. Thì cái bạn đó mà khi mà các bạn đọc cái dòng đó, nghĩa là cái ý của mình đang viết và bạn đang cảm nghiệm cái dòng này, nghĩa là các bạn đang cảm nghiệm cái gì, cái trí tuệ và cái tri thức của mình viết trong cái dòng này, và bạn cho phép cái trí tuệ và mà dũa. Và mình đọc tiếp cái dòng khác: khi gặp tôi, bạn nói rằng bạn có 5 câu hỏi dành cho tôi. Việc đi giải quyết từng câu hỏi của bạn bằng những câu hỏi góp phần giúp cho bạn có cái nhìn tốt hơn về bức tranh kinh doanh. Các bạn chưa? Vậy thì cái câu hỏi thứ nhất, sản phẩm với da và nhìn da của em có bán được không? Ví dụ vậy. Tức là các bạn thấy chưa? Khi mà các bạn đọc sách là các bạn cho phép cái tư duy trí tuệ mình nó mài dũa, và bạn làm đều như vậy thì nó như thế nào? Nó thông sáng ra. Mỗi năm các bạn cần phải lên kế hoạch đi học một lớp học mới, một cái kiến thức mới. Nếu mà bạn không chịu đi học và cứ ngồi một chỗ rồi phán tôi biết rồi thì làm sao mà được những kiến thức mới. Ví dụ nè, mình nói ví dụ các bạn nè, bây giờ gần đây nó ra những cái thứ rất là mới, ví dụ là dữ liệu lớn, người ta gọi là big data. Vậy các bạn hiểu cái dữ liệu lớn và big data đó là cái gì chưa? Hoặc là gần đây nó ra AI là trí tuệ thông minh nhân tạo, thì bạn hiểu nó là cái vấn đề gì chưa? Gần đây nó nói là blockchain, vậy cái blockchain nó là cái gì và công nghệ nó ứng dụng nó là cái gì? Gần đây các bạn nghe tiền điện tử, tiền ảo, và chúng ta không biết, chúng ta thiếu hiểu biết, và chúng ta cứ ngồi chúng ta phán ồ cái đó chắc là đa cấp. Okay. Đa cấp nó cũng có cái hay của nó, chứ đâu không phải là đa cấp là cái gì nó cũng dở. Không phải vậy. Chúng ta cần phải hiểu. Cái người mà không hiểu họ hay ngồi họ phán, nhưng khi người hiểu thì họ nghiên cứu, cái này phù hợp thì mình dùng, không phù hợp thì mình học hỏi những cái hay, và biết rằng xã hội hôm nay nó ra cái mới, một cái hình thức mới, xã hội nó luôn phát triển. Ví dụ các bạn tới trong lĩnh vực bất động sản, nó có đất nè, nó có căn hộ nè, các bạn hình dung chưa, nó có thuê và cho thuê. Gần đây tự nhiên các bạn thấy ở nước ngoài nó vào một cái mô hình là condotel á, các bạn biết không, là cái khách sạn mà nó bán cho chúng ta trước, giống như nó bán căn hộ á, nhưng mà nó không cho chúng ta ở. Rồi nó như thế nào nó cho khách thuê giùm ta luôn. Ồ, cái thằng mà nó ra cái, khi mà mình biết cái mô hình condotel này, mình kêu trời, cái thằng nào mà nó nghĩ ra cái phương pháp này nó thông minh kinh khủng, nó lấy lại vốn. Các bạn biết, để mà đầu tư ra một cái khách sạn, một cái resort đó, nó tốn kém kinh khủng, tiền nó lớn lắm. Và một khách mà vô ở cái phòng đó, ví dụ như vừa rồi mình xuống mình ở khách sạn Lan Rừng, resort Lan Rừng này ở dưới Long Hải, mới cái đây có vài ngày thôi, mới có 2 ngày thôi, 4 sao, và một đêm ở cái phòng đầu tư, một đêm ở gần Tết rồi không có khách, có hơn 1 triệu, có 1 triệu mốt hơn. Trời ơi, mà đầu tư nó rất là lớn vậy mà lấy một phòng đem 1 triệu mốt thì cứ cho nó phun khách đi, thì một tháng cái phòng đó có 30 triệu à. Rồi chừng nào mới lấy lại, trời, nó đầu tư lớn vậy. Nhưng mà nó là đầu tư một cái resort, một khách sạn, cái vốn nó khổng lồ, rồi mới lấy lại từ từ sau. Nhưng nó ra cái condo theo là nó khôn kinh khủng, nó bán trước cho ta, nó thu lại hồi lại vốn hết rồi, rồi bắt đầu nó mới bắt đầu nó cho thuê, và từ từ nó có lãi sao, trời, nó khôn kinh khủng. Nó khốn, các bạn thấy, nó có rất là nhiều mô hình mới và cái mô thức mới nó ra đời trên đời này. Và khi mà chúng ta không biết thì chúng ta cứ ngồi chúng ta phán. Hoặc là tiền điện tử, các bạn như ra điều này, cái thằng mà nó ra cái mô thức tiền điện tử, cái thằng này nó rất là hay, nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị lừa. Ví dụ như là tiền điện tử mà dạng đa cấp thì chúng ta đừng có tham gia. Còn tiền điện tử mà cái dạng chính quy, nó làm bằng blockchain như Bitcoin rồi đó, thì chúng ta như thế nào chúng ta có thể là tìm hiểu, bởi vì nó mới thì nó chưa biết là nó sẽ thành công hay nó thất bại. Chúng ta thích thì chúng ta như thế nào chúng ta tham gia một ít vào để chúng ta xem thử cái gì nó có, cái này nó có cái gì hay. Mất thì chúng ta chấp nhận mất, đừng có làm lớn.
để chúng ta thử. Chúng ta có cái tính là không tham gia thì ngồi phán y như là ông thầy phán vậy. Cái này chắc là lừa đảo, chưa trải nghiệm làm sao nó biết nó lừa đảo. Còn nếu mà vào một cái là lòng tham nổi lên là chơi lút cán luôn, cầm nhà cầm cửa cho luôn, thì làm cái kiểu đó mà cái cuộc đời của bạn nó rất là nguy hiểm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần gì, cần dành thời gian để học hỏi, để nâng cao. Bạn cần kết nối những người mới, cần một năm không cần phải đi học nhiều. Có nhiều bạn thì cái gì cũng học không cần. Một năm kiếm từ một khóa, hai khóa, ba khóa học mà chúng ta chưa biết, để chúng ta đi học, để chúng ta nâng cao kiến thức của mình. Quá nhiều thứ nó cần thay đổi trong cuộc sống này. 4.0 là gì? Công nghệ 4.0 là gì? Các bạn có cảm nhận ra được chưa? Ví dụ vậy. Vậy thì vừa rồi mình gửi đến các bạn 4 cái chìa khóa vàng, 9 cái điều rất là tuyệt vời để các bạn thay đổi trong năm 2018 này. Tất cả hồi nãy giờ là mình chia sẻ hết trên cái live stream này. Bạn nào lần đầu tiên, bạn nào lần đầu tiên biết mình xem cái live stream này của mình, thì các bạn nhớ chia sẻ live stream này về trang nhà các bạn, để các bạn nhớ cái Facebook của mình. Các bạn không chia sẻ các bạn không nhớ. Và các bạn nhớ kết bạn với mình. Bạn nào mà đã quen biết mình rồi thì nhớ hàng ngày vào Facebook đọc các cái bài chia sẻ của mình. Mình chia sẻ rất là nhiều. Tối hôm nay là một buổi tối cuối năm rất là đặc biệt, ngay cái giờ giao thừa. Mình muốn thông qua cái giây phút này gửi đến các bạn cái 9 điều đặc biệt này để giúp cho bạn thay đổi ngay trong năm 2018 này. Và các bạn không cần phải làm gì nhiều, cứ làm theo 9 cái điều này. Năm 2018 này bạn sẽ rất là thay đổi. Mình cam kết với bạn cái điều này. Bởi vì sao ạ? Vì 9 cái điều này nó làm cho con người bạn nó mạnh mẽ ra. Và hãy luôn nhớ, kỷ luật là điều tiên quyết mà chúng ta cần phải làm. Phải luôn có sổ ghi chép. Hồi nãy giờ mình đã phân tích và mình nói hết rồi. Mình vẫn để cái đoạn live stream này ở trên này, mình không xóa đi đâu. Các bạn rảnh thì các bạn về xem, mà tốt nhất các bạn chia sẻ về trang nhà mình. Và tốt nhất tag tên những người thân của mình, những người mà họ đang bế tắc, hay hỏi làm sao để thành công hơn, làm sao để có thu nhập cao hơn, làm sao để làm tốt hơn, thì như thế nào ạ? Thì làm cho họ biết đến những cái điều, 9 điều này mình chia sẻ này. Bạn nên nhớ, người thành công và người thất bại họ khác nhau gì ạ? Người thành công họ cũng thất bại đầy hết. Họ vẫn thất bại y như những thằng thất bại kia, thậm chí họ thất bại còn nhiều hơn cái thằng thất bại kia nữa. Tự nhiên họ như thế nào ạ? Họ không để những cái thất bại đó nó kiểm soát cuộc đời họ, mà họ biết đúc kết những cái thất bại đó thành những bài học để giúp cho họ thành công. Nó khác nhau cái chỗ đó đó. Người thành công họ cũng có cái lo âu, họ cũng lo lắng, họ cũng có lo sợ, còn hơn cả những cái thằng thất bại kia, nó đang lo âu, lo lắng, lo sợ nữa. Nhưng sau đó họ rút kinh nghiệm, họ biết rằng những cái điều đó nó giữ mãi trong cuộc đời của họ là không tốt, và họ điều chỉnh cái điều đó để họ có cái năng lượng tốt hơn, phát triển hơn. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Nó là họ luôn lái mọi thứ theo cái mục tiêu mà họ đặt ra, cái khát khao và cái mơ ước họ đã đặt ra. Và đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Những giờ phút cuối cùng của năm cũ này, mình chúc bạn hãy ghi nhận những cái thành quả của năm cũ. Cái gì chúng ta làm được và cái gì chúng ta chưa làm được. Và các bạn đặt mục tiêu cho năm 2018 này, những cái điều mới và tốt đẹp của năm 2018 này. Đây là những giây phút rất là đơn thuần, rất là tuyệt vời. Và bạn sẽ có những cái thay đổi rất là tuyệt vời trong năm 2018 này. Bạn nào chưa kịp chia sẻ livestream này thì hãy giữ đoạn livestream này, bởi vì nó sẽ làm cho bạn thay đổi rất là nhiều. Hãy chia sẻ đoạn livestream này về nhà của mình và tag những người thân vào. Mình có hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn nào quan tâm hai quyển sách này thì inbox cho mình số điện thoại, mình sẽ gửi đến các bạn khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn
5, 8. Ý nghĩa và tuyệt vời. Và nhớ, nhớ hãy làm theo chính cái điều mình chia sẻ này. Bye bye các bạn nhé. Bye bye các bạn.